Thưa quý vị và các đồng chí, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là đại tướng đầu tiên, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với sự ra đời, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhân kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phóng viên báo Quân đội Nhân dân đã có dịp trao đổi với Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nghe ông kể lại những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, được biết là trong cuộc đời binh nghiệp của ông thì ông đã có những cái quãng thời gian gắn bó làm việc trực tiếp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vậy thì ông có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông với Đại tướng Võ Nguyên Giáp? Tôi rất vinh dự là được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ những năm 70. Sau khi tôi là đại trưởng đại đội 2 của tiểu đoàn 3 trung đoàn 27 diệt gọn một cái cụm bộ binh cơ giới ở Sáp Đa Mải, Tân Kim, Quảng Trị, góp phần đánh bại chiến thuật Châu Rừng của tướng Abraham, nên lúc đó được phong lên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 chủ công của trung đoàn 27 mặt trận B5. Thì tôi được đồng chí Phạm Minh Tâm là cho đi cùng lên mặt trận để báo cáo cái trận đánh tiêu diệt của bộ binh cơ giới cho đại tướng và bộ tư lệnh. Lúc đó đồng chí Lê Trọng Tấn là tư lệnh trưởng và đồng chí Lê Quang Đạo là chính ủy. Thì lần đầu tiên tôi gặp thì tôi cũng rất là bỡ ngỡ, là bởi vì lần đầu tiên mới được gặp đại tướng. Thì nhưng mà khi gặp một cái bắt tay đại tướng tươi cười và nói luôn là đồng chí có đã chuẩn bị cái bài báo cáo chưa? Tôi là dạ thưa đại tướng, là đã chuẩn bị xong rồi. Đại tướng nói không cần cái bài đã chuẩn bị. Bây giờ đồng chí nhìn trên bản đồ thì họ đã vẽ sẵn cái trận đánh của tôi trên bản đồ rồi. Thì đại tướng nói là đồng chí cứ nói địch như thế nào, ta như thế nào và cách đánh như thế nào để tiêu diệt gọn được một cái cụm bộ binh cơ giới của Mỹ ở trong Sáp Đa Mải, Tân Kim, Quảng Trị. Thì lúc đó tôi phấn khởi và không phụ thuộc vào cái đã chuẩn bị trong sách vở nữa, và cũng không cần phải cầm sách nữa, và tôi trình bày với đại tướng cặn kẽ đấy tình hình thái của địch trong thời điểm đó. Thì lúc đó được mặt trận và trung đoàn giao, thì chúng tôi đã đưa cả một đại đội bí mật bám sát địch trong 4 ngày đêm và luồn sâu ở bên trong, không đánh cái cụm ở vòng ngoài. Chúng tôi tiêu diệt trong vòng 45 phút, tiêu diệt gọn cái đại đội bộ binh cơ giới này, xong rồi bắt đầu thu chiến lợi phẩm và bắt đầu phân tán anh em, và chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và ngay sau 5 ngày sau thì mặt trận đã quyết định là tôi đi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 cái trung đoàn 27 cơ động của mặt trận B5. Thì đấy là một cái lần đầu tiên gặp đại tướng, và cũng lần đầu tiên được đại tướng cho nói một cách tự do. Và đại tướng biểu dương, xong đại tướng có dặn là đồng chí phải tiếp tục huấn luyện cho đơn vị, đánh thạo cả hình thức tập kích rồi phải đánh phục kích, đánh tiến công, và tiến tới là phải đánh hiệp đồng binh chủng để góp phần vào cái đánh bại các cái chiến thuật của quân Mỹ ở Nam Việt Nam. Lần thứ hai đến tổng kết mùa khô của năm 71 chiến dịch được ghi vào, thì tôi lại cũng được đồng chí Phạm Minh Tâm cho ra báo cáo. Thì lần này tôi rất phấn khởi là lại được gặp báo cáo trực tiếp với đại tướng và tổng tham mưu trưởng về cái trận đánh phục kích này. Thì các đồng chí rất biểu dương và nói là đồng chí sau này sẽ phải huấn luyện đánh tiếp về hiệp đồng quân binh chủng. Nhưng có lẽ tôi sâu sắc nhất tôi nhớ hai lần gặp thì đại tướng đều căn dặn huấn luyện đơn vị đánh giỏi nhưng phải giảm bớt được thương vong của cán bộ chiến sĩ ở mức thấp nhất thì mới là cán bộ đánh giỏi. Thì đồng chí căn dặn rất kỹ như thế. Khi thành lập quân đoàn 1 thì lúc đó tôi được về Hà Nội học năm 73, thì đại tướng vào để công bố cái quyết định thành lập quân đoàn số 1. Thì trung đoàn tôi
nãy cũng được về đội hình của 320B quân đoàn 1. Thì lúc này được gặp đại tướng lần thứ 3. Lần thứ 3 này thì đại tướng rất phấn khởi, nói là đồng chí đã ra, bây giờ ra phải học, tức là học ở các trường quân sự. Thì tôi đang học là cái lớp trung đoàn. Thế thì đồng chí nói là phải tiếp thu kinh nghiệm của tất cả các chiến trường, và ở một cái tầm chiến dịch sau này thì mình phải nắm được để mình vận dụng sáng tạo trong các cái hình thức tiến công của quân đội ta. Thế đấy là thời cơ mà gặp khi mà được về Hà Nội học năm 73. Sau đó thì đến chiến dịch Hồ Chí Minh thì tôi ấn tượng nhất là tôi lại được quyết định về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 57 để chỉ huy trung đoàn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Cái có lẽ tôi nhớ nhất, hành quân từ Tam Điệp vào Đồng Xoài, đi đường vòng tất cả tổng cộng khoảng 1.700 cây số, thì toàn bộ cái trung đoàn hành quân bằng cơ giới đến cái đảo Hoàng Bùn thì nhận được một cái điện qua 15 mắt, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Khí tên ở dưới là Anh Văn. Lúc đó anh em mệt nhọc lắm, hành quân bao nhiêu ngày rồi, nên là cán bộ chiến sĩ lúc bấy giờ khi được tin đó là phấn khởi, bừng dậy và quên hết mệt nhọc, tiếp tục cuộc hành quân vào Đồng Xoài để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, trong cái mũi đánh từ Nái Thiêu vào Vĩnh Bình và chiếm cái bộ tư lệnh thiết giáp quân ngụy, góp phần vào cái giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đấy là trong chiến tranh hòa bình. Thì tôi rất vinh dự là về Bộ Quốc phòng được phân công làm phụ trách đối ngoại chục năm. Thì tôi có điều kiện cứ hàng năm vào dịp Tết thì vào chúc Tết và báo cáo tình hình cho đại tướng nghe về quân đội. Đại tướng căn dặn rất nhiều điều, nhưng mà đại tướng dặn đưa bản đồ cái chiến dịch Quảng Trị ra, đồng chí nói cho tôi toàn bộ đây là ý đồ của chiến lược ngày đó và đánh chiến dịch ngày đó như thế này, và đồng chí phải biết được để có cái tổng kết và vận dụng khi ở cái vị trí cơ quan chiến lược của bộ. Xong đồng chí nói cả cái chiến dịch Mậu Thân 68, tất cả những cái chiến dịch mà Bộ Chính trị đã quyết định và đã đánh, thì đồng chí nói một cách tổng quát để cho tôi có một cái cách nhìn nhận và có một cái tư duy để sau này vận dụng trong cái điều kiện mình là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôi sâu sắc nhất là dẫn các cái đoàn quân sự bao giờ là đến thăm Việt Nam, người ta cũng yêu cầu phải được đến chào đại tướng, nên tôi dẫn vào. Nhưng mà đại tướng rất giỏi, với đại tướng nói bằng tiếng Pháp và tiếng Nga, nên tóm lại là anh em khi nói bằng tiếng Pháp thì anh em phiên dịch phải dịch lại cho tôi để xem đại tướng nói gì. Những cái kỷ niệm về đại tướng có rất nhiều, nhưng mà đấy là những cái ấn tượng mà sâu sắc nhất đối với tôi là cho đến khi đại tướng mất. Vâng, thưa thượng tướng, vậy thì trong cả lúc mà chiến tranh và thời bình, thượng tướng đã học những gì từ đại tướng Võ Nguyên Giáp để rút ra cho mình những kinh nghiệm, những bài học khi mà thượng tướng đảm nhận những cương vị khác nhau trên các chiến trường và sau khi hòa bình lập lại? Nếu mà nói về học về quả đại tướng ý, thì phải nói là rất nhiều. Toàn quân học tập, trong đó có tôi và các nhà khoa học, rồi các nhà quân sự. Nhưng mà có lẽ cái mà tôi ấn tượng ở đại tướng ý, là một vị tướng thiên tài quân sự. Mà trong cái thiên tài quân sự của đại tướng ý, thì đó là nghệ thuật chiến tranh, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích. Đương nhiên cái nghệ thuật này quả rất nhiều trí tuệ, nhưng mà đấy là cái mà đại tướng tổng hợp để chỉ đạo cho toàn quân. Hai nữa là cái tổng kết về chiến tranh ý, thì các nhà chiến lược tổng kết, các nhà khoa học tổng kết, nhưng đại tướng hay nhắc đến chúng ta đánh địch bằng mưu kế thế trận, nhưng mà thắng địch phải bằng thế thời. Thế đấy là đại tướng căn dặn cái đánh địch mưu sâu nhất là nghi binh và lừa địch. Đại tướng dặn là nghi binh, ta đánh chỗ này thì ta lại địch tưởng ta đánh chỗ này thì ta lại đánh chỗ khác, giống như buôn mê thuật. Địch cứ tưởng ta tấn công từ phía bắc vào thì ta đã đánh từ bên phía đánh xuống, nên là tạo cái thế chiến lược, tức là bẻ gãy được cái xương sống của địch và làm tan vỡ rất nhanh về cái hệ thống phòng ngự và góp phần vào cho chúng ta nhanh chóng quyết định là giải phóng miền Nam. Thì đấy là những cái cách mà tôi nghĩ là khi tiếp cận mà đại tướng căn dặn, đại tướng nhắc nhở và được truyền thụ lại, thì đấy là những cái kinh nghiệm
hết sức là quý báu cho cái cuộc đời binh nghiệp của tôi khi còn ở dưới đơn vị, và đặc biệt là những năm tháng ở Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Vậy thì Thượng tướng thấy rằng là thế hệ trẻ sau này cần phải làm gì để xứng đáng với những cái công lao cống hiến đó của cha anh và để tiếp tục dựng xây đất nước? Để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ, đặc biệt là sự cống hiến của Đại tướng cho cách mạng Việt Nam, cho Tổ quốc Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam, thì các thế hệ hôm nay cũng như mai sau ấy, phải phát huy được cái truyền thống yêu nước, phải phát huy được cái truyền thống là luôn luôn đặt cái lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Các thế hệ hôm nay và mai sau, tôi nghĩ là không những phát huy những cái tinh hoa của ông cha mà còn phải giỏi về khoa học công nghệ, phải làm chủ khoa học công nghệ để từ đó mình đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần các cái thế hệ phải tiếp tục để thực hiện trọn vẹn cái lời căn dặn của Bác. Đấy. Sau khi đất nước chúng ta là phải sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Xin cảm ơn Thượng tướng Viện sĩ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu đã chia sẻ những kỷ niệm rất là đáng nhớ, rất là sâu sắc của mình về vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp ạ. Xin cảm ơn Thượng tướng ạ. Cảm ơn.